Thưa quý vị, liên quan tới vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Khư Quyên, tỉnh Đắk Lắc, làm 9 người hai người bị thương. Ngày 20 tháng 6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết, đến nay, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng và đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc. Đến nay, đơn vị đã giải cứu an toàn ba con tin, mời làm việc 109 đối tượng liên quan, trong đó tạm giữ hình sự 74 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, thu giữ 15 khẩu súng các loại, 1.199 viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí, phương tiện và vật chứng khác. Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã kịp thời thực hiện các chế độ chính sách và tổ chức thăm viếng, chia buồn, động viên thân nhân các cán bộ xã, công an xã đã hy sinh cùng với người dân tự. Hai cán bộ công an bị trọng thương trong vụ tấn công đã được cứu chữa, sức khỏe dần ổn định, đời sống nhân dân trở lại bình thường. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội từ năm 2025 tầm nhìn 2030. Và đáng chú ý là thành phố đã giao cho Sở Thông Vận tải chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị liên quan lập đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Tuy nhiên, liệu đề án này có phù hợp với tình hình giao thông của thành phố Hà Nội hiện nay hay không? Để trò chuyện với chúng ta về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông. Vâng xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa ông, đây không phải là lần đầu tiên mà Hà Nội đề cập tới việc là chúng ta sẽ cấm xe máy vào khu vực nội đô và chuyển sang hệ thống giao thông công cộng. À, tuy nhiên có rất nhiều những ý kiến lo ngại về mức độ khả thi của đề án này. À, riêng ông thì đánh giá như thế nào ạ? Ừ. Theo dõi tình hình thì tôi thấy là Hà Nội đã có cũng ít nhất là 3-4 lần đề ra cái phương án tức là cấm xe máy. Đấy. Thế thì cấm xe máy theo cái phương án này là nó phù hợp với cái giao thông công cộng và hạ tầng. Thế nhưng mà giao thông công cộng hạ tầng mới đáp ứng được có nếu mà hạ tầng thì là, là vẫn còn quá tải. Phải không ạ? Cái đường hẹp từ 11 7 m 11 m còn chiếm trên 50%. Đấy, những cái đường đường rộng thoáng đường phần đai ít thế rồi là giao thông công cộng mới đáp ứng được 8% thôi. Tôi nói chưa được 10% đâu. Nếu tính toán kỹ ra được 7 8% thôi. Vì cái lưu lượng đi lại của mình mỗi ngày Hà Nội phải là 12 đến 14 triệu. Mà mỗi ngày thì được bao nhiêu? Chưa được 1 triệu. Phải không ạ? Cho nên là còn mức độ đáp ứng của giao thông công cộng rất thấp. Vậy thì khả năng mà cấm xe máy là theo tôi là không khả thi. Vâng. Và chúng ta thấy rằng là như ông cũng vừa chia sẻ là hiện nay thì giao thông công cộng mới đáp ứng được có 7 đến 8% cái lượng nhu cầu thực tế của người dân. À, tuy nhiên với Hà Nội thì đặt mục tiêu là đến năm 2030 chúng ta có thể đáp ứng được từ 45 cho tới 50% nhu cầu đi lại của người dân ở phương tiện công cộng. À, thêm vào đó thì năng lực vận tải có thể đáp ứng trên 80% số chuyến đi trong khu vực hạn chế xe máy và 80% người dân khu trung tâm tiếp cận được với xe buýt trong phạm vi 500m Vậy thì theo ông, chúng ta còn 7 năm nữa thì liệu rằng mục tiêu này có khả thi hay không? ạ? Ừ. Theo tôi thì mục tiêu mình đề ra như vậy là hơi lạc quan, hơi lạc quan quá mức. Đấy. Cái thứ nhất ấy, là hiện nay chúng ta mới đạt có 7-8% giao thông công cộng thôi. Tức là nói cách khác là có 7-8% người dân muốn đi xe công cộng. Đấy. Tức là anh chưa thu hút được, đúng không? chưa kết nối, chưa thu hút được. Uh, metro thì làm quá chậm. Cách Linh Hà Đông thì chỉ là một tuyến độc tuyến thôi, kết nối ít rồi là BRT thì là dân ta kêu. À, thế rồi xe buýt thì đi chậm giờ, rồi thái độ phục vụ chưa được tốt, vân vân. Thì những cái đó nó nó làm giảm cái 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 sự thu hút cái mạnh mà của người dân đối với xe công cộng. Vì vậy cho nên là cái số người đi xe công cộng rất ít. Cho nên bây giờ còn 7 năm nữa mà bảo là đạt 45% được tôi cho là khó đấy. Tôi cho rằng là 4 năm nữa nếu thống kê đúng thì khoảng đủ 30% thôi. 30% là cũng tốt rồi thế cho nên là rồi còn uh, bảo là quy hoạch thì, thì, các cái bến xe cử ly từ nhà đến bến xe 500 trăm mét và đạt 80% mươi là khó thế giới cũng không làm được chúng tôi ở nước ngoài nhiều khi đi một cây số mới đến bến tàu điện ngầm các bạn cho nên không nên đặt những cái đó ra chúng ta làm chúng ta làm những cái, cái 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 mạng lưới quy hoạch thật tốt người dân thấy tốt thì kể cả năm bảy trăm mét người ta cũng đi còn nếu mà anh làm không tốt, anh đi không đúng giờ thì người ta không đi. Phải không ạ? À? Thứ hai là các tuyến metro phải làm đúng thời gian. Tuyến Nhũn ra Hà Nội chậm gần 10 năm rồi. Tuyến Cát Linh Hà Đông chậm cũng gần 10 năm. Một tuyến metro như Nhũn ra Hà Nội người ta chỉ làm 5 năm thôi. Để các nước làm 5 năm. Mình thì làm mười mấy năm. À, thế thì tiền của quý dân đổ ra theo tôi là rất là lãng phí. thứ hai là thời gian. Một cái quý nhất trong giao thông đô thị là thời gian. Thì lại bị gọi là Là là, là ảnh hưởng Vì là, là, là Mất mát nhiều à, Thứ ba nữa Là người dân người ta mong đợi được đi phương tiện công cộng hiện đại thì đời mãi chả thấy đâu cả à, Và người ta thấy Thiếu đồng tin à, Thiếu đồng tin Vì vậy cho nên là trong khi đó hạ tầng của chúng ta thì vấn đây này vấn đây kia Nhưng mà Vẫn Giải phóng bằng quá trọng Làm không đúng thời gian và cái 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 khả năng mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân là không theo kịp cái lượng xe nó tăng lên vậy cho nên là đến năm 30 mà bảo là đạt được 45 45 phần trăm thì tôi thấy là khó không làm được thứ hai nữa là là không có nghĩa là đạt 45 phần trăm là chúng ta cấm xe máy đúng không đạt 45 phần trăm vậy thì cái bốn cái ba bốn phần trăm nó tăng lên thì đó là do xe máy người ta đi xe công cộng rồi thấy vì gì phải cấm Tức là tôi nói ý là giao thông công cộng phải cạnh tranh với giao thông cá nhân. Nếu anh làm tốt, nếu anh đi đúng giờ, thái độ tôi phục vụ tốt, nối kế tốt, thì người dân từ khắc người ta sẽ giảm bước xe máy và cả ô tô cá nhân người ta đi xe công cộng. Chứ không nên cấm. Cấm tức là mất cái quyền đi lại của người dân. Theo tôi thì như vậy. Dạ vâng ạ. Ngoài cái việc tính khả thi ra thì chúng ta cũng có một câu chuyện nữa mà rất nhiều người dân quan tâm đó chính là khi mà chúng ta cấm xe máy đi vào khu vực nội đô như vậy thì tác động đối với người dân như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy là Hà Nội cũng như là rất nhiều địa phương khác thì cái lượng người dân phụ thuộc mưu sinh vào cái xe máy thì cũng còn rất đông đúng không ạ? Ờ, theo tôi thì là là là, là, là hiện nay ấy, cái xe máy nó gần như là cần cấu cơm, ấy. cần cấu cơm đối với hàng hàng triệu gia đình người Việt Nam mình từ nông thôn đến thành thị nhất là hai thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh à, nếu không có cái xe máy thì không biết rồi bao nhiêu người sẽ thất nghiệp đây bao nhiêu người sẽ khó khăn trong cuộc sống đây kể cả sinh viên cũng tìm việc nhờ xe máy những người lao động vất vả người ta đi vào luồng đất các cái ngõ để người ta làm ăn thế rồi là vấn đề chở hàng rồi vấn đề là xe công nghệ vân vân thì phải nói là cái xe máy tôi phải nói thật lòng là đến bây giờ tôi rất là mừng vì sao vì thời gian qua hà nội chưa cấm xe máy nếu Hà Nội vượt qua sống xe máy thì không biết dân người ta sống như thế nào. Cho nên đến giờ phút này chúng ta mừng vì Hà Nội chưa cấm xe máy, Thành phố Hồ Chí Minh chưa cấm xe máy, chưa có một cái nghị quyết nào